Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Doctor Khỏe. Ốc Thanh Vân rất là vui khi được mang đến những thông tin hữu ích liên quan đến công dụng của những loại rau củ quả có ngay trong vườn nhà của chúng ta thôi, nhưng mà cực kỳ giá trị đối với sức khỏe của mỗi người. Và một người bạn đồng hành không thể thiếu và vô cùng thân thiết với Ốc trong chương trình. Hãy cùng chào đón Doctor Khỏe. Xin chào MC và chào khán giả của chương trình. Như các bạn đã biết, trái cây tươi là nguồn cung cấp vitamin dồi dào. Trong các loại trái cây, mình thích nhất là quả táo. Vậy nên, không có lý do gì mà mình không giới thiệu người bạn dễ thương này cho khán giả chương trình làm quen. Xin mời bạn táo ra mắt khán giả nào. Xin chào mọi người, chào MC và Đắc Sức Khỏe. Bây giờ thì xin mời bạn táo hãy giới thiệu về mình đi nào. Cũng ngắn gọn thôi. Thường khi giới thiệu về mình, mọi người sẽ giới thiệu về chiều cao, cân nặng nè. Còn tôi sẽ giới thiệu về ưu điểm thôi nha. Cơ thể tôi chứa một hàm lượng chất xơ khá cao. Điều này giúp cho bộ máy tiêu hóa của bạn trở nên khỏe mạnh hơn khi ăn táo đó nha. Còn nữa nè, tôi chứa rất ít chất béo bão hòa, cholesterol và natri, giúp tốt cho tim mạch và còn nhiều vitamin C, nên nhìn tôi lúc nào cũng căng tràn sức sống vậy nè. Chưa hết đâu nha. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng nếu ăn 5 quả táo trong một tuần sẽ giúp làm giảm nguy cơ bị các bệnh về đường hô hấp. Hey, nhưng mà Doctor Khỏe ơi, táo ngoài việc mình cắt ra ăn liền thì có cách nào khác để chế biến nữa không? Đừng nói là Doctor Khỏe không biết nha. Sao lại không biết? Tôi là nhà thông thái mà, để tôi chỉ cho nha. Dùng 2 quả táo, rửa sạch, gọt vỏ, cắt lát mỏng và cho vào máy ép trái cây. Cho thêm vài viên đá nhỏ. Như vậy là chúng ta có một ly nước ép táo thơm ngon dễ bổ dưỡng. Với nước ép táo thì bạn không cần thêm đường đâu nha. Vào những ngày thời tiết mà nóng bức, được uống một ly nước ép táo thì còn gì bằng nữa. Nhưng mà Doctor Khỏe ơi, ngoài ra thì còn có món ăn nào được chế biến từ táo nữa không? Nhưng mà món nào dễ dễ thôi nha, để Vân tự làm ở nhà được nha. Món này thì bao dễ luôn nè. Bạn trộn táo chung với bột yến mạch, sau đó quay chúng trong lò vi sóng khoảng 2 phút là có ngay bữa ăn sáng bổ dưỡng. Nó là một sự kết hợp của 2 loại thực phẩm làm giảm cholesterol trong máu. Nãy giờ chắc là các chị em phụ nữ cũng đang thắc mắc là chúng ta nên tận dụng táo như thế nào để có thể giảm cân. Có ngay đây, món salad táo sẽ là lựa chọn tuyệt vời khi bạn muốn giảm cân hoặc khi bạn muốn bớt ngán từ những bữa ăn nhiều dầu mỡ. Cắt táo thành những lát mỏng dày khoảng 0,6 cm, bỏ phần hạt đi, cho sữa chua vào, sốt mayonnaise, đường, sữa và quả óc chóp trộn đều với táo là có ngay món salad táo. Món salad táo vừa đem hương vị thanh mát, vừa tốt cho hệ tiêu hóa. Đặc biệt hơn, món salad táo rất tốt cho những bạn gái muốn giảm cân, như lời Doctor Khỏe vừa chia sẻ đó. Cuối cùng thì Doctor Khỏe chỉ muốn nhắc các bạn, mỗi ngày chúng ta hãy ăn một quả táo để bảo vệ sức khỏe nha. Tùy sở thích, quý vị khán giả có thể ăn táo tươi, làm nước ép, làm món ăn sáng hoặc là làm món salad táo để thay đổi khẩu vị. Miễn sao là chúng ta phải cung cấp táo mỗi ngày, bởi vì trong táo có rất nhiều vitamin và chất xơ. Đây là một chất rất quan trọng giúp cho hệ tiêu hóa của chúng ta khỏe mạnh. Hôm nay chúng ta đã làm quen với bạn táo. Chắc chắn là còn nhiều bạn rau củ quả đang muốn xuất hiện để khoe công dụng của mình. Doctor Khỏe sẽ giới thiệu trong những chương trình tiếp theo. Các bạn nhớ theo dõi nha. Còn bây giờ thì Ốc Thanh Vân, Doctor Khỏe và Táo xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt. Xin chào, tạm biệt.